31. Tôi tuyên thệ tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữ kín bí mật, tuân thủ kỷ luật, giữ kín bí mật, tuân thủ kỷ luật, hy sinh cá nhân, đấu tranh giai cấp, hy sinh cá nhân, đấu tranh giai cấp, nỗ lực cách mạng, không phản bội Đảng, nỗ lực cách mạng, không phản bội Đảng. Kể từ hôm nay, các em đã là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi. Tên của các em sẽ được ghi vào danh sách của tổ chức. Các em không chỉ là cá nhân các em, mà từng lời nói cử chỉ của các em đều đại diện cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cũng phải chịu sự giám sát của tổ chức. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực vì sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản vĩ đại, vì nhân dân Trung Quốc đánh bại phong kiến, đánh bại xâm lăng, cùng nhau phấn đấu để đứng lên làm chủ. Trừ khi đạt được ý tưởng hoặc là hy sinh vì lẽ đó, bằng không quyết không lùi bước, quyết không lùi bước. Các em, à không, các đồng chí, vì các bạn gia nhập Đảng Cộng sản là bí mật, không được nói với bất kỳ ai, bao gồm cả người thân và bạn bè. Thứ nhất là vì kỷ luật, thứ hai cũng là vì sự an toàn của các bạn. Chúng tôi hiểu. Vài ngày trước, Cục Cảnh sát đã bí mật sát hại một nhóm đồng chí của đảng ta. Vì sao bọn họ không dám xét xử công khai? Là vì bọn họ đi ngược lại guồng quay của lịch sử, làm trái với nguyện vọng của nhân dân, tàn nhẫn sát hại chính đồng bào mình, không màng đến dân chúng đang vùng vẫy trong nước sôi lửa bỏng. Cháu bé, cháu thấy khá hơn chưa? Cháu đỡ nhiều rồi. Cha mẹ cháu khi nào quay lại ạ? Cha mẹ cháu có việc phải đi xa rồi, khả năng rất lâu mới có thể quay về. Bỏ ta ra, làm gì vậy? Lại đây, thả ta xuống. Các người làm gì vậy? Thủ lĩnh, bỏ cậu ấy xuống đi. Ồn ào quá vậy, làm Dương Xuân tỉnh giấc bây giờ. Thủ lĩnh, ngài không biết chứ, ngài dặn tôi canh chừng Mã Bưu. Kết quả là chưa thấy Mã Bưu đâu. Đã thấy về tiên sinh nhà ta, xong giờ tìm Mã Bưu trả thù. May mà chúng tôi ngăn lại kịp. Ngài xem nè, mọi người đừng cản ta. Lần này ta nhất định phải giết Mã Bưu, báo thù cho Thanh Nhi. Đưa ta. Được rồi. Mấy cái thằng nhóc này, chỉ là chút chuyện nhỏ của kho bãi hàng Bắc thôi mà. Người xem, đánh thức Dương Xuân rồi kìa. Lỗi của tôi. Đây đều là lỗi của tôi. Là tôi không tốt. Cha nuôi, mọi người không cần giấu con nữa. Con nghe thấy cả rồi. Dương Xuân à, nếu con đã biết rồi thì ta nói thẳng với con, tên khốn Mã Bưu này 5 lần 7 lượt ức hiếp chúng ta. Các huynh đệ của kho bãi hàng Bắc quả thật đã giận sôi người. Ta chuẩn bị tìm cơ hội cho hắn một bài học. Được rồi cha nuôi, bảo các huynh đệ quay về đi. Quay về? Bây giờ hắn đang đè đầu cửa cửa chúng ta, chúng ta có thể nhịn được sao? Phải đấy bà chú Yến, nghe ta một câu. Chuyện này coi như dừng ở đây thôi. Bảo các huynh đệ về đi. Dương Xuân, Mã Bưu đã hại chết Thanh Nhi. Muội cứ nhẫn nhịn vậy sao? Sao muội có thể nhịn nổi chứ? Mặc dù Thanh Nhi không phải do muội sinh ra, nhưng Thanh Nhi là do một tay muội nuôi lớn, không khác gì con ruột. Muội cũng giống như mọi người, bây giờ chỉ muốn xông vào cục cảnh sát, giết chết Mã Bưu để báo thù cho Thanh Nhi. Nhưng muội không thể làm như vậy. Bây giờ Mã Bưu chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chúng ta tự chui đầu vào rọ. Muội bây giờ không còn là một người nữa. Đằng sau muội có Trận Nhi, Triệu Nhi, có đông đảo huynh đệ của kho bãi hàng Bắc. Nhất cử nhất động của muội liên lụy đến quá nhiều người. Muội không thể đưa mọi người cùng đi mạo hiểm. Nhưng mọi người yên tâm, mối thù này muội sẽ không quên.
Dương Xuân nó có lý đấy. Ta thấy các người hãy quay về cả đi. Về đi. Đi thôi. Đi thôi. Cha. Mẹ. Cha. Mẹ. Cha. Mẹ. Cha. Mẹ. Khi nào cha mẹ trở về? Thạch Lỗi, sao cháu lại chạy đến đây? Nơi này không nên ở lâu đâu. Mau, theo ta về, đi. Thạch Lỗi, nơi này rất nguy hiểm. Người xấu sẽ tìm đến đây. Cháu mau theo thím về nhà, rồi chúng ta cùng đợi cha mẹ cháu về, được không? Thím ơi, xin thím hãy nói thật cho cháu biết, cha mẹ cháu rốt cuộc đi đâu rồi? Có phải không bao giờ trở về nữa không? Cháu bé, đừng khóc. Cháu nghe ta nói, cha mẹ cháu mặc dù không trở về được nữa, nhưng bọn họ sẽ vẫn luôn nghĩ về cháu, nhớ thương cháu, theo dõi cháu từ xa. Cháu có điều gì muốn nói thì cứ nói với họ, họ đều có thể nghe thấy được. Từ giờ trở đi, cháu sẽ sống với ta. Ta sẽ là mẹ của cháu. Ca, anh bảo nếu chúng ta nói chuyện gia nhập đảng với mẹ thì sẽ thế nào? Em ngốc à? Ban nãy giáo sư Liễu đã nói rồi, chuyện gia nhập đảng phải tuyệt đối giữ bí mật, ngay cả người nhà cũng không được nói ra. Nhưng em thấy gia nhập đảng là chuyện tốt mà. Tư tưởng của đảng tốt như vậy, chúng ta giảng giải điều lệ đảng cho mẹ nghe. Mẹ là người giàu tinh thần chính nghĩa như vậy, chắc chắn sẽ đồng tình với tư tưởng của đảng. Đến lúc đó, không khéo mẹ còn muốn gia nhập đó chứ. Em đó, ban nãy Liễu Thanh nói em thẳng như ruột ngựa, anh cũng thấy đúng thật. Sao hả? Em nói không đúng à? Thằng ngốc này, em nghĩ xem, chúng ta bất chấp nguy hiểm tính mạng để gia nhập đảng cộng sản, phải nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật, giữ kín bí mật, phải suy nghĩ chu toàn. Khi nào thời cơ chín mùi, hẳn từ từ nói với cô. Vả lại, chúng ta đã tận mắt chứng kiến vợ chồng Thạch Đại Phu và những đồng chí đó gặp nạn. Thanh Nhi cũng vừa qua đời chưa lâu, nên không thể để cô lo lắng cho chúng ta thêm nữa, hiểu không? Tóm lại là chuyện này tuyệt đối không được nói với cô, nghe chưa? Anh nói xem, anh thông minh như vậy mà trong chuyện có Điêu Na thì lại hồ đồ thế. Thằng ranh này, em còn dám lên lớp với anh nữa hả? Thật không ngờ nhà con lại có cả mật thất như thế này. Đi theo con. Thạch Lỗi, đây là cái gì vậy? Đây là máy điện báo. Cha mẹ con từng dặn, máy điện báo này rất quan trọng. Lỡ như ngày nào đó họ gặp chuyện thì bảo con giao lại cho đồng chí trong tổ chức. Bây giờ con vẫn chưa biết các cô chú trong tổ chức có thể nhờ mẹ mang về nhà cất giữ tạm được không? Được, chúng ta sẽ mang máy điện báo về nhà cất giữ trước đã. Để sau này gặp các đồng chí trong tổ chức sẽ giao lại cho họ. Chúng ta về nhà thôi.
Cha nuôi, Đông Nhiên ca, Thạch Lỗi cũng là một đứa trẻ số khổ. Con nghĩ sau này giữ thằng bé ở lại nhà mình, chúng ta chăm sóc cho thằng bé, cũng xem như là hoàn thành lời giao phó của Thạch Đại Phu. Thạch Đại Phu cũng xem như có ơn với chúng ta, chăm sóc tốt cho Thạch Lỗi, cũng coi như có lời ăn nói với ông ấy. Mẹ, cô, về thúc gì ra? Sao giờ mới về? Hôm nay được nghỉ học kia mà. Tập kịch ở trường à? Các con tập kịch ở trường thật không? Tốt nhất là đừng giấu mẹ chuyện gì đấy. Không có à? Tụi con hàng ngày đi học ở trường, có chuyện gì được chứ? Vậy là tốt. Gần đây cuộc sống không được thái bình, hai đứa chú ý một chút. Ta phải dặn hai đứa một lần nữa. Hai đứa ở trường tuyệt đối đừng để bị thầy giáo nào, bạn học nào xúi dục đi tham gia đảng phái gì đó. Hai đứa không hiểu chính trị, đừng tham gia vào những chuyện đó. Chịu khó học hành là quan trọng nhất. Tuyệt đối đừng tham gia vào những chuyện bỏ mạng. Đám người đó chính là người nghèo làm liều. Nói dễ nghe là làm cách mạng, nói khó nghe thì chính là tạo phản. Mất đầu như chơi đây. Chúng ta tuyệt đối không được dính dáng đến bọn họ. Cha nuôi, cha nói vậy cũng không hoàn toàn đúng. Cách mạng sao lại giống như tạo phản được chứ? Khi xưa chúng ta cũng được người cách mạng cứu đấy thôi. Hơn nữa con thấy đảng Cộng sản như Thạch Đại Phu rất tốt mà. Họ đều là người nêu cao chính nghĩa, bảo vệ bách tính, bảo vệ nhân dân. Đó là vì họ chưa làm nên trò trống gì, làm việc gì cũng phải thần thần bí bí. Gia gia, người nói cái gì không thần bí? Vậy thì làm sao cứu nước được? Ta không nói bọn họ là người xấu, ta chỉ lo cho bọn họ. Bây giờ họ toàn đối đầu với chính phủ thì có kết quả tốt được hay không? Các cháu cứ nghe lời gia gia đi, không sai đâu. Chúng ta là ai? Chúng ta không có tham vọng gì lớn lao, chỉ có một mong muốn là sống thật tốt. Như hai đứa bây giờ đó, tốt biết bao. Đến trường diễn kịch, chúng ta chẳng dính dáng đến cái gì cả, được không? Đúng đấy. Hai đứa hãy nhớ, dân thường chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ mình là thượng sách. Vậy thúc thúc, từ nhỏ thúc đã dạy tụi con lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Sao bây giờ lại thay đổi rồi? Bây giờ là đang thời kỳ đặc biệt mà, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã làm mọi người hoang mang rồi. Ta cũng là lo cho hai đứa con thôi. Tụi con cũng không để ý chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền thôi. Chuyện chính trị tụi con chỉ nghe để đó, những việc khác cũng chẳng quản được. Vậy mới đúng chứ. Tóm lại là ta không hiểu đảng gì phái gì, cũng không hiểu chính trị gì. Ta chỉ hy vọng hai đứa con có thể bình an sống tốt. Yên tâm đi, tụi con nhất định sẽ sống tốt. Còn một chuyện này ta phải nói với các con. Về sau Thạch Lỗi sẽ ở nhà chúng ta, các con phải đối xử tốt với cậu bé như đệ đệ ruột của mình. Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện của Thanh Nhi với cậu bé, biết chưa? Thạch Lỗi, lại đây. Mấy ngày nay ở nhà này đã quen chưa? Sao vậy? Đang nhàn rỗi buồn chán muốn đại ca chơi cùng à? Đây, mấy cuốn sách này anh và em trai anh hồi nhỏ thích lắm đó. Hơi cũ chút nhưng nét vẽ vẫn rất đẹp, tặng cho em đấy. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn gì chứ, xem đi, thích cuốn nào, đại ca đọc cùng em. Em muốn đọc cuốn này, Cô Nhi Triệu Thị. Cuốn này à? Cuốn này không hay đâu, để anh chọn cho em cuốn khác. Cuốn này đi, Đại Náo Thiên Cung, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Anh nói em nghe, quyển này hay cực luôn. Cha mẹ em từng đưa em đi xem vở kịch Cô Nhi Triệu Thị, hay lắm mà. Sao đại ca lại thấy chán? Vậy được, chúng ta xem cuốn này. Đại ca, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Em hỏi đi. Nhà anh hồi trước có một anh trai nhỏ tên là Yến Thanh mà, anh ấy đi đâu rồi? Cậu ấy là em họ hàng xa của anh, về quê rồi. Khi nào anh ấy quay lại à? Cái này anh cũng không biết nữa. Hay là chúng ta đọc sách đi. Em có hỏi nữa, chị cũng không nói ra được. Chị ơi, xem cảm giác chỉ cần em nhắc đến anh Yến Thanh là mọi người lại làm sao đó. Đâu có.
Em đừng nghĩ nhiều nữa. Em cảm giác mọi người đang giấu chuyện em. Chị ơi, anh Yến Thanh rốt cuộc làm sao rồi? Chị nói cho em biết đi. Lát nữa chị phải nấu cơm, em đi chơi với anh trai đi. Đi chơi với anh trai đi. Nhưng mà vì sao em vừa đến đây thì là đúng lúc anh Yến Thanh không còn ở đây nữa? Em có cảm giác chuyện này liên quan đến em. Chị ơi, anh Yến Thanh rốt cuộc làm sao vậy? Xin chị nói cho em biết đi. Nếu không cứ dồn nén mãi trong lòng thì em khó chịu lắm. Được, vậy chị nói cho em biết. Ngày hôm ấy sau khi cha con em đến, có một người tên Mã Bưu đã xông vào nhà ta. Sau đó... Mẹ, con làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Con không đứng lên. Con xin thầy nhất định sẽ tận hiếu với mẹ cả đời, báo đáp ơn cứu mạng của mẹ và anh Yến Thanh. Con à, đây là... Mẹ, đều là lỗi của con. Chuyện của Thanh Nhi con đã nói cho em ấy biết rồi. Việc này không trách chị, là con cứ quấn lấy chị hỏi cho bằng được. Mẹ, mọi người vì cứu con mà hy sinh tính mạng của anh Yến Thanh, đại ân đại đức này con suốt đời không quên. Con nhất định sẽ cố gắng báo đáp mọi người. Con mau đứng lên đi. Con à, con nghe đây. Mẹ không cần con báo đáp gì cả. Mẹ chỉ hy vọng con sống khỏe mạnh, sống thay phần cha con, mẹ con và cả anh Yến Thanh nữa. Sống thật tốt. Nghe rõ chưa? Thạch Lỗi cũng sớm muộn sẽ biết được chân tướng sự việc. Bây giờ biết rồi cũng tốt. Sau này chúng ta cũng không cần trốn tránh nữa. Để an toàn thì chúng ta đặt tên khác cho thằng bé đi. Nếu bị cảnh sát và đặc vụ phát hiện ra thì phiền lắm. Đông Nhiên ca, nhà chúng ta Huynh là người đọc sách nhiều nhất. Trọng trách đổi tên này phải rơi trên vai Huynh rồi. Ta thấy hay gọi là Yến Quân đi. Cha mẹ của Thạch Lỗi đều là chiến sĩ cách mạng của Đảng Cộng sản, cũng xem như là quân nhân, coi như là tưởng niệm cha mẹ cậu bé đi. Đây là một cái tên hay. Thằng bé này số thật khổ. Thế sự rối ren, dân chúng cũng không được sống yên ổn. Dương Xuân, muội đừng nghĩ như vậy. Cả nhà chúng ta chỉ cần bình an bên nhau, mọi người đồng tâm hiệp lực, cuộc sống chắc chắn sẽ ngày một tốt lên. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt bọn trẻ đều đã trưởng thành rồi. Mong mỏi lớn nhất của muội bây giờ chính là Trận Nhi và Triệu Nhi mau chóng thành lập gia nghiệp, sống cuộc đời yên ổn. Con cái đều khôn lớn cả rồi, cũng rất là hiểu chuyện. Muội hãy yên tâm đi. Nhưng trong lòng muội vẫn luôn có một tảng đá, chính là Thanh Nhi. Từ sau khi Thanh Nhi đi, muội đêm nào cũng mơ thấy thằng bé. Đông Nhiên ca, chúng ta có lỗi với Tiểu Nguyệt, có lỗi với Thanh Nhi. Người chết không thể sống lại. Hãy chôn hết những chuyện đã qua xuống đáy lòng, chôn thật sâu, thật lâu, rồi sẽ quên thôi. Nhưng dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của Thanh Nhi muội không thể nào quên được. Không quên được thì nó cũng không sống lại được nữa. Như Huynh nói, muội sẽ đem Thanh Nhi của muội cất sâu trong đáy lòng. Ngày 12 tháng 4 năm 2027, cánh hữu của Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch dẫn đầu đã phát động đảo chính vũ trang phản đối cánh tả của Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, thanh trừng
và thảm sát hàng loạt đảng cộng sản viên, cánh tả của Quốc dân đảng và quần chúng cách mạng. Chỉ đạo viên, chúng tôi đã bắn chết nhà tư bản Cường Hào Ác Bá, các công nhân được cứu rồi. Nhưng cách mạng mãi mãi không ngừng lại ở đó. Trên thế giới này, các em à, các em đừng tập kịch nữa. Vì sao vậy ạ? Vì sao vậy? Tụi em tập gần xong rồi, nhà trường không cho diễn. Thôi, các em về ôn bài đi. Đi thôi, mấy em đi theo thầy một lát. Cha, có chuyện gì vậy? Bây giờ tình hình thay đổi. Quốc dân đảng công khai chia tách với chúng ta, giống chống cô chiên bắt giết đồng chí đảng cộng sản ở khắp nơi, hoàn toàn không quan tâm đến dư luận xã hội nữa. Từ trước ta đã cảm thấy vợ chồng Thạch Thiên Kỳ gặp nạn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Đúng như dự đoán, mấy ngày nay số đồng chí bị bắt ngày một nhiều lên. Dự đoán của chúng ta lúc trước đã biến thành hiện thực đẫm máu. Tổ chức đã hạ lệnh dặn mọi người giấu kín thân phận, không được tự ý hành động, kẻo bại lộ. Tất cả chỉ chờ chỉ thị tiếp theo. Thân phận của chúng ta rất có khả năng đã bị bại lộ rồi. Làm sao đây? Tổ chức đã sắp xếp, sẽ có người đón ta ra bên ngoài lánh tạm. Ban nãy ta cũng đã xin nghỉ với nhà trường rồi. Các bạn bây giờ rất an toàn, nhưng tuyệt đối phải ghi nhớ, đừng để lộ thân phận. Cha, con cùng đi với cha. Không được, con phải ở lại. Nếu con đi theo cha, bọn họ sẽ nghĩ chúng ta đang bỏ trốn. Như vậy sẽ liên lụy đến rất nhiều người xung quanh chúng ta. Yến Triệu, con gái ta giao cho cậu. Cậu hãy bảo vệ nó cẩn thận nha. Chúng tôi nhất định sẽ đợi ngày trở về. Vậy cha phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé. Tụi con đợi cha về. Mọi người không cần lo cho ta, nhưng tuyệt đối phải ghi nhớ, không được để lộ thân phận, càng không được tùy tiện hành động. Tất cả đợi mệnh lệnh của tổ chức. Rõ. Được rồi, mọi người về đi. Vâng, đi thôi. Ta thấy bây giờ kho bãi hàng Bắc hoàn toàn do một mình thủ lĩnh trông coi, chắc chắn sẽ rất bận. Chúng ta phải chọn một phó thủ lĩnh để bồi dưỡng, sau này cũng có thể giúp thủ lĩnh quản lý công việc. Được, vậy chúng ta chờ cha nuôi tiến cử ra một người đi. Cô, mẹ. Dễ thúc, đây là bạn gái con, tên là Liễu Thanh. Cháu chào dì Yến, cháu chào dễ thúc. Cứ nghe Triệu Nhi nhắc đến cháu suốt. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Trận Nhi, cô nương này là... Cô ấy là Điêu Na, là bạn gái con. Tụi con đều là bạn học cùng lớp. Cháu chào dì Yến, cháu chào dễ thúc. Chào cháu. Đây là chị Yến Đan phải không ạ? Phải. Em thường nghe anh Yến Trận nhắc đến chị. Anh ấy nói chị nó ăn rất ngon. Tụi em lanh quanh ở bên ngoài cả ngày trời, đói meo cả bụng rồi. Chị Yến Đan cho tụi em thưởng thức tay nghề của chị đi. Sao cậu tự nhiên đến thế chứ? Chỉ biết ăn thôi. Có gì đâu, cũng chẳng phải người ngoài. Được, bây giờ chị đi làm luôn. Các cháu đừng khách sáo, cứ coi đây là nhà mình. Nào, mau vào nhà đi. Nào, vào nhà. Chị anh nấu ăn ngon lắm đó. Đừng có sáo nhé, cứ gấp thức ăn tự nhiên. Nào, cháu cảm ơn dì. Cá đến rồi đây. Nào Liễu Thanh, cháu xin ạ. Chị Yến Đan, cái nghề nấu nướng của chị đỉnh thật đó. Đâu có. Chị ngồi xuống cùng ăn đi. Chị còn hai món nữa, chị làm xong rồi mang lên. Liễu Thanh, ta nghe chị Nhi nói cha cháu là giáo sư à? Chỉ là một thầy giáo dạy học thôi ạ. Mẹ, vài ngày tới giáo sư Liễu đi vắng, con muốn ở bên Liễu Thanh nhiều hơn. Xem hai đứa con kìa. Thật là, tụi con đã quyết định rồi. Đợi tốt nghiệp xong, mẹ tổ chức cho tụi con nhé.
Sao nói trước mặt nhiều người vậy? Có gì đâu. Dù sao sớm muộn cũng phải nói cho mẹ mà. Được, vậy cũng tốt. Ta đỡ phải nhọc lòng. Con trai ta tìm được con gái của một giáo sư, lại còn ưu tú như vậy, rất có tương lai. Mẹ, thật ra anh con cũng có tương lai lắm đó. Anh con có chuyện thỉnh tội với mẹ. Trận Nhi, chuyện gì vậy? Cô, Hài Nhi bất hiếu. Chưa qua cô cho phép, con nhà Nana đã có em bé rồi à? Hy vọng cô mau chóng tổ chức hôn sự cho chúng con. Chúc mừng mẹ lên chức bà nội. Trận Nhi, thằng bé này thật là Nana người ta là hoàng hoa khuê nữ, bằng lòng kết bạn với con, mà con liền một bước nhảy lên mây luôn. Được rồi, các con đều không còn nhỏ nữa, đến lúc lập gia đình rồi. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, thì mau chóng tổ chức hôn sự cho các con đi. Cô dạy phải à? Xin cô tha thứ. Tại đây con xin hứa với mọi người, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với Nana. Dì Yến, dì đừng phê bình Yến Trận nữa. Cháu thật lòng thích anh ấy, bằng lòng thành thân với anh ấy. Nana, Trận Nhi không hiểu chuyện, là người làm cô này không dạy dỗ nó cẩn thận. Vậy nếu hai đứa đã quyết đến với nhau rồi, thì chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức hỷ sự cho hai đứa. Cảm ơn cô. Cháu cảm ơn gì? Bọn trẻ bây giờ thật hạnh phúc, hơn chúng ta hồi trẻ nhiều. Hoàn toàn không cần bận tâm lệnh của cha mẹ, lời của bà mối nữa. Vậy thúc thúc, bây giờ là thời đại mới, phải tự do yêu đương. Đúng, tự do yêu đương. Ăn cơm đi. Chị Yến Đan, em cùng dọn với chị nhé. Không cần đâu, em nghĩ đi. Em xem, đôi giày đẹp thế này, đừng làm bẩn nó. Không sao đâu chị Yến Đan. Không cần đâu, để chị làm. Vậy để em xuống bếp, xem có việc gì cần giúp không. Dì Yến ơi, cháu xuống bếp phụ giúp à? Được. Trận Nhi nhà mình bình thường làm việc rất thận trọng, vậy mà đến chuyện nam nữ sao lại tắc trách đến như vậy? Ta thấy cô bé Diona này rất tốt, tính tình hòa nhã cởi mở. Hơn nữa Trận Nhi lại thích cô bé này. Ta tin lựa chọn của Trận Nhi sẽ không sai đâu. Có thể nhìn thấy rõ cô bé này một lòng một dạ với Trận Nhi. Nhưng lúc ăn cơm huynh công nghe cô bé nói à, nhà bọn họ rất có điều kiện. Mỗi sợ con bé được cưng chiều từ nhỏ, sau này sống cùng Trận Nhi nhà ta thì Trận Nhi cũng mệt. Còn cháu tự có phúc của con cháu, muội đừng lo lắng không đâu nữa. Giả lại hai đứa nó sống bên nhau, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc chẳng phải là được rồi sao? Phải. Gia hòa vạn sự hưng, chỉ cần hai đứa nó sống yên vui là chúng ta mãn nguyện rồi. Phải. Hôn sự của Trận Nhi và Triệu Nhi coi như đã quyết định rồi. Trận Nhi cũng sắp sửa làm cha rồi. Giá như đại ca muội và Phi Vân vẫn còn sống, bọn họ mà nhìn thấy cảnh này sẽ vui mừng đến giường nào. Lúc đầu có phải là người giấu hội Yến Dương Xuân ở trên núi, sau đó quay về nhà lấy đồ không? Lúc đó ta đã theo dõi ngươi, theo chân ngươi cùng lên núi, tìm được chỗ ẩn nấu, sau đó giết Triệu Phi Vân. Khi xưa nếu không phải vì lá thư nặc danh đứng sau tố cáo của Vệ gia các người, thì Yến gia có đến nỗi bị tiêu diệt cả nhà không? Không còn sớm nữa, nghỉ sớm đi. Ta về phòng trước đây. Ông làm ăn kiểu gì vậy? Ta giao hiệu tơ lụa của Lưu gia cho ông là để ông kiếm tiền cho ta, chứ không phải là để ông làm lỗ vốn của ta. Xin lỗi Mã gia, bây giờ tình hình thị trường không tốt, làm ăn quả thật rất khó. Ta không cần biết những điều đó. Ông nghe rõ đây, số tiền bị lỗ lần này ông phải mang nhà của ông ra gán cho ta, mang tiền của ông ra bù cho ta. Cút.
Cậu. 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 Sao vậy ạ? Đông Cường, nhà chúng ta sắp đi đời rồi. Đang yên đang lành sao lại đi đời ạ? Gần đây việc buôn bán ở hiệu tơ lụa rất khó khăn. Ta lỗ mất một khoản lớn. Mã già nổi giận lôi đình, nói ta không trả được tiền thì không tha cho ta. Con người của Mã già chẳng còn lại gì. Hắn chuyên dồn người ta vào chỗ chết. Một trưởng quầy như ta kiếm đâu ra được số tiền lớn như vậy đây? Cậu, cháu có cách, có thể giúp được cậu. Cháu có cách à? Cháu có thể nói cho cậu biết. Nhưng mà cậu xem, gần đây cháu mất hết tiền tiêu vặt rồi. Cậu xem cậu có thể. Đây là chuyện nhỏ thôi, mau nói đi, có cách gì? Là thế này cậu ạ. Cháu nghĩ thế nào cậu? Lời ông nói đều là thật sao? Vô cùng chính xác. Chính mắt cháu trai tôi nhìn thấy. Tốt lắm. Ta đang trăn trở làm thế nào để trị người của Yến gia đây. Xem ra đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến tài lại chẳng tốn thời gian. Mã gia, chỉ cần ngài tha cho tôi vụ này, tôi sẽ bảo cháu trai của tôi đưa danh sách cho ngài, chỉ đích danh cộng phỉ. Vậy thì làm phiền rồi. Cô bé Liễu Thanh này có tri thức, hiểu lễ nghĩa, người lại xinh đẹp, đúng là rất được. Thế nào ạ? Mắt nhìn của con trai mẹ tốt chứ? Tốt. Nhưng người ta là thư hương môn đệ, gả cho một thằng nhóc như con thì đối xử tốt với người ta một chút. Chắc chắn rồi, hai đứa tụi con có tình cảm với nhau mà, có phải ép hôn đâu. Ép hôn không có nghĩa là không tốt. Trong thiên hạ có cha mẹ nào lại không muốn con cái hạnh phúc đâu. Nhưng đôi khi việc tìm vợ vẫn nên nghe lời khuyên của trưởng bối. Trần Nhi, hôn sự của con và Điêu Nga, mấy ngày nay ta và cô con đã bắt tay vào chuẩn bị rồi. Vài hôm nữa chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ sính lễ, cùng con đến nhà gái thưa chuyện. Thật á? Cảm ơn cô. Cảm ơn vậy thúc thúc. Ơn huệ cái gì? Các con đều đã trưởng thành, cũng nên lập gia đình rồi. Chỉ cần các con được bình an là bọn ta mãn nguyện rồi. Những việc khác bọn ta cũng không quản được. Anh xem, vẫn là mẹ tốt đúng không? Các người muốn làm gì? Bắt hai bọn họ lại cho ta. Các người dựa vào đâu mà bắt người? Tại sao lại bắt người? Làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Dương Xuân, bởi vì hai bọn chúng là cộng phỉ. Mã bưu. Mã bưu, ngươi vu oan cho người vô tội, ngẫm máu phun người. Dương Xuân, Yến Dương Xuân, ta biết cô là người luyện võ, nhưng động tác của cô có nhanh đến đâu cũng có nhanh được bằng súng không? Nếu cô còn dám làm càn, ta sẽ giết bọn chúng luôn bây giờ đi. Mã bưu, ngươi dựa vào đâu mà nói chúng là đảng cộng sản? Ngươi muốn bằng chứng đúng không? Chắc hẳn hai người quen biết cậu ta chứ? Tôi tận mắt nhìn thấy hai người họ, và cả Liễu Thanh Diêu Na đang tuyên thệ với giáo sư Liễu, nói bọn họ tự nguyện gia nhập đảng cộng sản. Giáo sư Liễu trước khi đi còn chính miệng dặn dò bọn họ phải giấu kín thân phận, không được tự ý hành động. Nghe thấy cả chưa? Còn gì để nói nữa không? Dẫn đi. Buông ra. Buông ra. Mẹ, Trận Nhi, Dương Xuân, bỏ ra. Yến Dương Xuân, cuối cùng ta cũng đợi được cơ hội này rồi.
Con trai và cháu trai của cô bây giờ là cộng phỉ, chứng cứ xác thực. Có thể chờ nhặt xác chúng đi. Vốn dĩ với tình hình hôm nay, ta cũng có thể định tội cô là cộng phỉ, xử bắn tại chỗ. Nhưng cô biết vì sao ta không làm như vậy không? Bởi vì ta muốn trông thấy cô phải trơ mắt nhìn hai đứa trẻ do một tay mình nuôi nấng bị bắn chết. Yến gia tuyệt hậu mà cô lại không thể làm gì được. Đó mới là điều ta mong muốn. Dương Xuân. À đúng rồi, bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, nhà lao có đông lính canh giữ. Ai dám đến gần nhà lao một bước, ta sẽ đánh nát người đấy. Giải tán. Trận Nhi Triệu Nhi là đảng cộng sản ư? Mội không tin. Hai đứa trẻ này xưa nay chưa từng nói dối mội. Bây giờ không thể nói chắc được. Bọn chúng cả ngày ở trường học tư tưởng mới gì gì đó, rất có thể đã bị người khác làm ảnh hưởng. Bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích thôi. Việc quan trọng nhất là chúng ta lúc này nghĩ cách cứu bọn trẻ ra. Mẹ, vậy chúng ta bỏ tiền ra quà cáp, tìm người nhờ giả được không? Tình thế bây giờ là như thế nào? Đối với đảng cộng sản là giết không tha. Ai sẽ giúp chúng ta chạy chọt chứ? Hay là chúng ta cướp ngục, liều mạng với bọn chúng? Người biến sang một bên đi. Cướp ngục, bây giờ là lúc nào? Muốn chết à? Mã Bưu vừa nói rồi đấy, chỉ đợi chúng ta thôi, chắc chắn là mai phục sẵn rồi. Cha nuôi nói đúng, hắn nhốt hai thằng bé vào nhà giam, chắc chắn đã có bố trí thiên la địa võng, chỉ đợi chúng ta tự chui đầu vào rọ. Nếu liều mạng, không những không cứu được con, mà còn hy sinh cả tính mạng của các huynh đệ. Như vậy sẽ càng khẳng định tội danh của Trận Nhi và Triệu Nhi là đảng cộng sản. Thế này không được, thế kia cũng không được. Vậy chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào? Người cứ bình tĩnh. Bây giờ mọi người đều ở đây, chúng ta cứ từ từ, rồi sẽ nghĩ cách thôi, đúng không? Đạp cửa vào cho ta. Rõ. Mau. Đi, mau. Bỏ tay ra, các ngươi làm gì vậy? Buông ra. Buông ra. Bỏ tôi ra. Ta chợt nhớ tới một người. Đông Tử. Đông Tử. Đông Tử nào? Hồi trước chúng ta ở Thiên Tân, con trai của ông chủ Lương ở quán trà tên là Đông Tử, về sau đổi tên thành Lương Thiết Long. Nhưng bao nhiêu năm rồi, huynh còn có thể tìm được cô ấy không? Cho dù thế nào, đây cũng là một tia hy vọng. Méo mó có còn hơn không? Ta đến sở cảnh sát Thiên Tân hỏi thăm xem. Chắc chắn có thể tìm được cậu ấy. Bọn ta cũng xem như là bạn cũ. Ta tin cậu ấy có thể giúp ta. Vậy chờ gì nữa, mau đi đi. Có khi lại giúp được thật. Được, bây giờ ta sẽ đi tàu hỏa đến Thiên Tân. Mọi người ở nhà chờ tin ta. Đồng Nhiên ca, huynh mang theo ít tiền. Có tiền tiện làm gì, chỉ cần cứu được bọn trẻ ra, huynh gia bại sản mà cũng sẵn lòng. Nói. Ta khuyên các ngươi hãy thành khẩn khai báo đi, đỡ phải chịu đau đớn thể xác. Nói cho ta biết, Liễu Hành Bình hiện đang ở đâu? Các ngươi còn bao nhiêu học sinh nữa gia nhập đảng cộng sản? Nói. Chúng tôi thực sự không phải đảng cộng sản. Chúng tôi không biết gì cả. Sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn cứng đầu. Không nói này, không nói này. Không biết là không biết. Có đánh chết ta cũng không biết. Ở trong tay ngươi, ngang dọc đều là chết. Vậy hôm nay để ta xem các ngươi cứng đầu đến mức nào. Tiểu Lý. Sao mạnh tay với hai cậu thanh niên vậy? Hai người không nói thì tưởng ta hết cách với các ngươi thật sao? Đi, giải hai con bé kia
đến phòng thẩm vấn bên cạnh. Dân, để ta xem hai người cứng đầu, hai con bé kia liệu có cứng đầu hơn hai người không? Khốn kiếp, súc sinh, ngươi là đồ khốn. Hai vị tuyệt đối đừng trách ta. Đây là mệnh lệnh của cấp trên.